Wow, đã không? Đã mát ghê. À, nhìn xuống nè. À, mũi điện kia kìa. Chúng mình sẽ ra mũi điện ha. Wow. Rồi từ trên cao ngọn ra. Wow. Quá mát luôn. Hello chào cả nhà. À, hôm nay Nam sẽ đi phục Tết. À, đi ra Bình Định, quê của Nghĩa, chơi. Đi từ sáng giờ từ 1:15 đến giờ 6:00 mấy. Đã đến huyện Tỳ Phong, tỉnh Bình Thuận rồi. Đang trên đường ra nhà Nghĩa. Mời cái nhà đón theo dõi nha. Ba chiến mã đi Nam, Hùng và Đạt, Tiên Củ Chi đi. Còn tiên thành phố cũng có An, Trang, Bào là chưa gặp. Chắc hẹn ở nhà Nghĩa luôn. Trên đường đi từ Bình Thuận ra tới Bình Định thì có những cái cảnh đẹp nào Nam sẽ quay cho cả nhà xem ha. Đặc biệt là dọc ven biển, những cảnh đẹp sẽ quay ha. Ở nhà Nam xem. Đi đến Tỳ Phong Bình Thuận thì bắt gặp điện gió nè, ở Tỳ Phong rất là đẹp. Thấy là tầng hút bên đây nè, và tới bên đây luôn. Mặt trời giờ cũng đã mới lên, mới lúa dạng, rất là đẹp. Anh em ở đó đang chụp hình check-in xe nè. Mình cũng làm vài tấm nha. Anh em đã đến nước suối Vĩnh Hảo nè. Trước mặt là nhà thờ Vĩnh Hảo nè anh em. Còn xa nhà thờ là một dãy núi rất là cao, rất là đẹp ha. Đang chờ An ăn sáng là cái anh em mình đi tiếp. An ăn sáng kìa. Giờ đi nghỉ ngơi. Đi từ sáng sớm đến giờ hơi bị mệt rồi. Mười giờ 15 là anh em đã tới Nha Trang rồi. Bây giờ anh em nghỉ ngơi,
tí, sau đó mình sẽ đi Mũi Điện đông, còn 107 cây nữa tới Mũi Điện. Anh em đang xịt dưỡng dưỡng sên. Ê lỡ cho xịt cái đó gây quỷ. Đây là con sông cái ở Nha Trang. Anh em tới đèo Ruri dài 2 km, đạt tính check-in chụp hình rồi. An chửi nè. Go. Cũng có thằng chụp hình nữa kìa. Sắp tới Mũi Điện rồi, nên còn 18 cây nữa. Giờ ghé ăn bánh canh mẹ ở này là tới đâu tài. Giờ biết ở đâu luôn. Đây là ở đâu vậy? Đài Lạt. Đài Lạt à. Đài Lạt em nói Khánh Hòa anh. Khánh Hòa. Đúng rồi, thầy của Mũi Điện này. Tầm 7-8 cây nữa là vui không? Ờ, cảm ơn. Mấy ổn mì dạ, anh. Có mì luôn hả? Ok. Ôi, xã hội. Để lát nữa nếu có nó không có chịu trả tiền. Rồi anh em đang lên đèo cả. Đèo cả này dài 12 km. Mời cả nhà theo. Một bên là núi, một bên là biển, đá đã luôn. Mình cùng ngắm cái đoạn biển ở bên trên đèo cả mới vào lên, rất là đẹp. Trong buổi Đà Lạt như kia. Thank you.
giữa đèo cả rất là đẹp đây em, à, view biển rất là đẹp. Wow, quay vòng cho anh xem, biển mênh mông luôn. Rồi. Đang check in nè. Đèo đẹp quá mà. Quá đã luôn. Lần đầu tiên trên đỉnh đèo cả, gió mát lạnh luôn. Ta nhìn cái view dưới biển này. Rất là đẹp. Quá đã luôn. Thêm một góc nhìn mới nữa. Đang quay một vòng cho cả nhà xem luôn. Wow. Đến đường cả rất là đẹp. Xa xa có con tàu rất là to. Wow. Trước mặt Nam là cái tỉnh Vũng Rô nha anh em, ở Phú Yên, rất là đẹp. Đó, nằm quay nguyên cái vịnh cho mình thấy nha. Đã không? Quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ Nam sẽ ra mũi điện nha. Quá đẹp ha, tỉnh Vũng Rô quá đẹp anh em. Gì đây? Nhà hàng. Nam đã tới Bãi Môn, núi Đại Lãnh, Phú Yên. Quá đã, giờ chuẩn bị mình xuống chụp hình nha. Cái mũi nha. Rồi, Nam đã mua vé rồi. Vé tham quan thắng cảnh Bãi Môn, núi Đại Lãnh là 20.000 người lớn. Đây là đường đi lên núi Rạng Đông. Ông giữ xe ông nói lên tới 800m lên hút lên tới lần đó luôn. Đi bộ lên nha. Hết lên dốc rồi, mình giờ lại phải xuống dốc. Gió rất là mát. Nhìn thấy biển rất là đã không? Có Tết cũng có rất nhiều khách tham quan. Đang đi xuống dốc nè. Nhìn rõ hơn cái bãi biển nè. Cát trắng, cát vàng, nước xanh, đã không? Nhìn là muốn tắm liền. Tiếp tục mình đi, tiếp tục không biết còn bao nhiêu mét nữa. Rồi cuối cùng cũng lên tới Ngọc Hải Đăng em mua điện. Em sẽ quay toàn cảnh chi tiết từng phần cho cả nhà xem ha. Ngọc Hải Đăng cao lên cầu thang, vừa tới là gió mát ghê. Nhìn cái biển nha, nó thổi lồng lộng luôn đã. Hải Đăng trước mặt, Hải Đăng của Đại Lãnh. Giờ tròn xem coi
gì đây, chưa bao giờ không quen thuộc này. Còn vậy là mua giấy gì nữa anh, vậy còn mua giấy gì nữa? Nhưng mà mình lên thì hỗ trợ cho đơn vị. Rồi ok. Có cởi dài gì, cởi gì không? Nam lên ngồi hỏi răng ha. Mình phải tháo đôi dài ra, đi chân bằng dớ nè. Ủng hộ để trục tu ngồi hỏi răng tùy theo lập của tâm mình. Ví dụ như mình đưa 20.000 vậy là khá rồi đi. Ở đây có gì không? Đây là trạm điện thôi. Cái ngọn hải đăng dự phòng này, đèn dự phòng. Mình lên trên ha. Đang trên đường đi thôi nha anh em. Thấy như thế này rồi ha. Tiếp tục đi. Đây, ngọn hải đăng này, cũng đèn này. Nào lên tới đỉnh này, đỉnh ngọn hải đăng. Ra xem, người ta đang chụp hình. Rồi, wow, đã không? Sao mát ơi. Nhìn xuống nè, mũi điện kia kìa, chúng mình sẽ ra mũi điện ha. Wow, coi từ đỉnh cao ngọn hải đăng. Wow, quá mát luôn. Quá dữ. Nam phải cầm là chắc cái cây GoPro của Nam chứ không còn rớt à. Xa đường đi nè. Wow, đó cái chỗ cái bãi giữ xe muốn gì anh em thấy không, muốn gì thì làm tới bên đây là 800 mét thì tập hết dòng. Giờ mình xuống ngay chỗ cái mũi điện, quay chụp hình tắm xong cái lên anh em cũng không có vô. Giờ đó trịnh tranh thủ nha anh em. Mình tới à. Wow, cuối cùng cũng đã tới mũi điện, hay gọi là mũi Đại Lãnh, ở Phú Yên. Wow, mũi điện đẹp quá. Wow, tạm biệt mũi điện, mình đi đến Bình Định, quê của Nghĩa. Còn hai bạn coi 200 mấy cây nữa, cố lên anh em, đang chờ chạy luôn, thôi đi bộ nữa. Đâu tạm biệt mũi điện. Mình bún rô nè. Đẹp quá. Thank you.
bây giờ là 2:14 đang ở đèo cả, còn 225 cây nữa tới nhà Nghĩa. Không biết mấy giờ tới nhà Nghĩa ta, chắc tối à, tối lên. Bây giờ là 4:30 chiều rồi. Nam với Tim cách nhà Nghĩa là 100 cây nữa. Giờ chuẩn bị leo qua đèo Cù Mông. Anh em nghỉ ngơi tí rồi, giờ bắt đầu xuất phát tiếp tục còn 100 cây cuối. Cố gắng lên. Go thôi. Rồi, mời các bạn vô, vô cái đi. Mời em. Dạ. 1, 2, 3 vô. Đây là uống bia cái màu đây. Có thêm tăng cường thêm mực đặc sản Bình Định nữa ha. Quá đã, quá trời mồi luôn anh em. Chết được. Ăn chứ sao chết được. Ăn mồi ngon, ăn chứ quá trời luôn. Ăn đi uống rồi. Rồi, mời cả nhà. Biết hồi chuyện điều. Sau khi ăn uống xong giờ cả team giờ đi dạo biển về đêm ở Hoài Nhơn Bình Định nha. Cầu màu rất là đẹp. Ở đây bán rất là nhiều đồ nhậu nha anh em. Quá xá quá trời luôn. Đây, biển bên đây nè. Sóng yêu ầm luôn.
Rồi, đủ thôi. À, một cái liệu, ba cái liệu. Bữa nay cam thị xã. Rồi, đó, trái cô Hùng, trái cô Nam. Rồi, quá đã. Ngon. Rồi. Rồi. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo của Nam nha. Bye bye. Rồi. Ngủ.